Vào đây. Ôi giời ơi, giữa đêm con ngủ à? Dậy. Dậy. Ủa, tao vừa phát hiện ra tổ chim. Đi bắt chim. Chim cổ chỉ. Đi bắt chim, nhanh. Tao thấy con mẹ nó to lắm. Hai con mẹ nó chảy cánh á. Bồ câu non. Ôi, bồ câu non. Ồ, con chim non. Thấy chưa? Thế mày lại còn tưởng, nữa rồi. Tưởng từ từ nhá. Con to nữa. Mày cầm lấy, đừng lấy, để tao lấy cái lồng. Nhưng mà nó to thế. Tao lấy cái lồng nhốt vào. Đi nhá. Nhanh lên nhá. Con mẹ nó đến nó đánh chết em này. Úi trời ơi, đang ở đây được bữa. Chim câu nướng nghỉ hết giờ. Ôi, có cái lồng mà anh đi lâu thế? Thì phải về lấy lồng chứ, tao phải bắt chim ra ngoài để tao lấy lồng đấy. Chim non chắc không bay được đâu. Đấy. Xem còn trứng không? Hãy để nuôi nhở. Nuôi cái gì? Đẹp lắm, con nuôi này như kiểu chim cắt đấy. Xem không có quả trứng sót nào không để luộc. Trứng mà sót thì nó thối, ung. Bồ câu nó chỉ để hai con thôi. Điều. Một con trống, một con mái. Thế thì bọn nó còn để đời cơ mà. Đây thì bọn nó để 4-5 trứng cơ mà. Bồ câu để 4-5 trứng. Mỗi con nó chỉ có 2 trứng thôi. Nhưng mà tại sao nó lại làm ổ đây nhỉ? Bọn chim bồ câu này để kế hoạch đấy. Ủa sao nó lại làm ổ? Để kế hoạch nhà nước ấy. Hả? Sao nó làm tủ thấp thế nhỉ? Kia còn ổ nữa kìa. Đó. Kìa. Đó. Kìa. À, để em. Để đây cho tao. Đây. Chị em bắt chim. Sao tay anh thật cất chim mày? Không, để em vô. Để em bắt. Anh chủ. Để em bắt con này, em bắt chiều hơn. Để em bắt con này vô. Tao thế này mày tới đây nào. Lúc này anh được bắt được. Không được. Để tao bắt. Em bắt được mà. Mày không bắt được đâu, không. mất. Không thì anh cõng em lên. Hả? Cõng em lên, em bắt chiều lắm. Nhưng mà mày bắt được không? Bắt được mà. Anh cứ tin tưởng em đi. Bể mồm thôi. Đây nha, cho mày bắt con này nhá. Ok, ok. Im à. Thấy, thấy đuôi nó chưa? Thấy rồi. Quả này là chết ý em. Đây ông ngồi lên đầu nữa, cõng nó cho tôi. Ngắm, này. Mày quả này mày chết với tao. Ngắm thật chuẩn nhá. Chuẩn. Ngắm chuẩn chưa? Được. Ok, chuẩn đi này. 1, 2, 3. Ui. À, được chưa? Được rồi. Ui. Ui, cái gì đây? Hiểu ơi. Cái gì đây? Đâu? Ôi! Gì đấy? Ui! Tính cả chân tao! Sao lại là cút kìa? Ui! Tổ này giang rồi! Giang nhau nó lại có cút nhờ! Chim non nó ỉa nhiều quá! Giang rồi thôi! Bỏ đi! Yêu ơi! Cái tổ này nó ỉa như châu đi! Ui! Chắc cút đâu? À cút... cút... kia! Cút chim! Cút chim! Đi về! Thế em để cho anh vỗ nữa! Tao bảo rồi ấy! Đưa tao vỗ cho thì không nghe cơ! Cứ đòi vỗ! Ê! Chuẩn đi vậy! Kéo mày lúc trước mày lúc mày vỗ kéo mẹ nó vậy mất rồi ấy! Thế chắc nó rụng lông đuôi đấy à? Hả? Nó rụng lông đuôi đấy à? Thì chắc thế chứ còn gì nữa, thôi đi về! Ôi! Bỏ hết tay rồi! Đấy! Vậy là bắt được mỗi 2 con thôi mọi người! Tiếc quá cái thằng này nó...
Nó bắt đã bảo để mình bắt cho thì nó cứ choi cái gì ấy. Hắn mùi rồi. Mùi toàn kỳ quá. Nó con chim này nó ăn cái gì ấy? Nhiều thối hùm à. Nhiều thối hùm à? Ui giời ơi. Như cứt lợn ấy. Tao đã bảo cứt trâu. Tao đã bảo rồi. Để tao vô tao không để. Ui lo choi. Để em. Ui giời ơi. Kéo tao. Bây giờ tại vì bắt được mỗi hai con thế nên là mình ăn hai con, còn Mao Điện sẽ nhịn nhé mọi người nhé. Mày có bắt được đâu mà ăn? Nhi, cái gì mà y? Anh làm thì em cũng được ăn mà. Có làm thì mới có ăn. Không làm mà rồi có ăn chứ. Rồi. Con chim này. Nó bắt đầu ạ. Cái tổ của mình thấy như nó mất dậy. Để giang thì ăn đấy ở không được cho đi cả. Người ta ngủ đấy thì phải ỉa ra bên ngoài ấy. Ngủ đấy lại ỉa vào đấy. Thế thì nó là chim, nó thành người rồi không phải là chim nữa. Rất mất dạy. Mà nó còn biết bẫy mình chứ. Nó còn để lại lông thừa của nó. Thì lông nó rụng, nhưng cái tổ là chim là chả có lông rụng. Hai con chim mất dạy. Phải chịu ý. Anh em tự nướng. Ok. Hôm nay anh em mình là lên đây nướng cho nó mát mẻ mọi người ạ. Nướng hơn. Ăn thế. Ui của anh ướp không đẹp thì anh em đây. Chưa, tao đã ướp đâu. Ui trời ơi, con của em đây. Thôi bây giờ hai con này phải nướng cẩn thận mọi người ạ. À, chim bồ câu Pháp ngon lắm. Sao anh biết chim bồ câu Pháp? Nó to hơn chim bồ câu thường. À thế ạ. Thì nó ngon. Quên đi tôi nha, tí nữa ta còn quên tiếp đây. Ai quên nhiều thì được nhiều. Được nhiều. Của mày con được cái con cái. Của em con được. Của anh con cái. Sao mày biết? Ai biết được. Chắc con của anh đưa đề. Dê đề cũng được nào. Thiếu cái gì? Thiếu vị của anh Tam đấy. Cho chim miếng. Chim miếng gì? Chim miếng gia vị. Từ tao quết vào trong lỗ này. Đấy. Quết thế này nó mới đều nhá mọi người nhá. Từ đã. Ý, biết cái gì? Tam đấy. Đấy. Từ quết đều ngấm thấm. Nó đặc đà. Sạ. Sư. Ấy. Quết vào đít nó đã. Ai thế này chắc 15 phút là chín rồi, hai con bồ câu non này. Con này chưa ra dạng. Mày biết tại sao nó lại làm tổ ở đấy không? Tại sao? Bí mật tí nữa tao chỉ cho mày cách. Hai con này nó ngu nhỉ, nó làm tổ thấp nhỉ? Bật cái quạt cái lên nó gió nó thấp sang kia. Đấy. Ui xà, vào ngóng luôn. Úi giời ơi. Bốc mùi thơm này anh ơi. Ui. Ngon nhỉ. Quay đi, lần đi. Ui, cháy mất rồi. Ui, con này thì ngon. Lần liên tục vào. Hơi cháy đấy. Thay đổi vị trí. Ok. Ui, xà vàng rộm luôn. Đỉnh của chóp chưa? Ơi. Mọi người có ngửi thấy mùi thơm không? Mọi người có thấy ngửi thấy mùi gì không? Thơm nào, nước mũi. Mày chọn con nào? Mày chọn con nào? Chọn con... Đâu, bây giờ thế này. Con gì? Bên trái hay bên phải? Con bên trái. Trái là bên này hay bên này? Bên trái là bên tay phải anh ấy. Rồi, như rồi gì? Ừ. Rồi. Rồi. Con của anh to hơn à? Như nhau. Thế cũng được, nhưng con của em vàng hơn. Được, ngon hết mọi người. Wow, ui, đi sang bên này. Chưa. Này. Wow. Tuyệt vời quá. Ăn đấy anh em. Đây, sang bên đây. Ui. Nhiệt rồi. À, dâu. Cho anh ăn trước. À, mời mọi người nhé. Ui. Quá đã. Nó ngọt. Kinh điển luôn nhá. Trời ơi. Đây, đến lượt mình nha. Với tất cả mọi người nha. Wow. Đấy. Bỏ ra cơm.
Ngọt không? Ngọt thế. Gì nữa kia luôn anh ơi. Vị nó ra vị nó ngon nhỉ, chắc chắn. Mày lại để lên đây. Ý thế. Wow, đây này. Đây nhá. Ui, cái đùi nó đây này. Wow, ui. Phải cắn thế này. Nó hơi bỏng. Em cắn cái đít nữa. Chén cà tuyệt vời đúng không? Cái vị nó ngon nhỉ? Tao bỏ đi, tao hất vào coca cái. Cái vị ngon quá anh ơi. Quá ngon, quá tuyệt vời. Có đây. Nó béo mà ngon nhất cái gia vị mọi người ạ. Cướp đỉnh quá. Quá đỉnh luôn. Mời mọi người nhá. À tuy là mình bảo bỏ bia rượu nhưng thỉnh thoảng làm tí thôi. Ôi. Mồi ngon mà không có tí bia thì đúng này. Có lỗi bản thân lắm. Wow. Ôi. Đây đây. Ui, màng đùi, ui. Cái đùi này ngon thế. Ui. Mọi người nhìn cái đùi nó nhá. Nó chỉ hơi bị cháy, còn nó vàng này. Ui, thơm ngon chưa. Đây. Đấy. Ngon nhỉ. Gia vị thơm đậm ấy. Anh công nhận gia vị ngon không? Tao làm cái gì chẳng ngon. Quá tuyệt vời rồi. Đáng nhẽ hôm nay á, còn được hai con nữa lúc tao cõng mày lên tại Mao Đệ vồ trượt. Trượt đâu mà trượt. Ôi. Nghe. Ui. À, anh chẳng cái đùi còn lại của em. Hả? Anh đỡ vô bản nó đùi của anh đâu mà. Nó đùi nào của mày, đùi nào của tao. Này, tao chưa tính hôm nay mày ăn ké nữa, ăn vô được. Nhưng mà anh bảo chia rồi. Chia rồi, ăn vô được. Tao lại cho nhịn thôi, luôn giờ. Ăn chung cũng được. Ăn giao lưu. Này mày mà vô chuẩn phải được hai con nữa không? Vô chuẩn. Hay là cái lúc anh nói to quá nó phọt mất nhỉ? Ai biết được. Cáo tí nó lại về đấy. Tí nữa mổ tiếp không? Mổ tiếp lại dính cướp à. À, khôn chứ. Em chả khôn thì không. Khôn lắm. Khôn nhưng mà vẫn chết hết. Tí nữa tắm bật mí cho mày. Điều. Ngon quá mọi người. Yêu gì vậy? Không. Tí nữa. Giờ là con đám bận ăn. Ngon từ cái chân lên nhá. Mình phải mút từ cái cánh này. Mút cái cánh này nó ngực. Tuyệt vời rồi. Món này là cái đỉnh nhá. Ngon nhỉ, anh ở lâu lắm em. Ăn món chim nướng ngon nhỉ. Nhưng mà chim nhái nhà sao ngu nhỉ. Nhà sao chắc không làm tổ cho nó đi dịch bệnh. Hả? Mày điên à? Chim bồ câu. Cái loại bồ câu này bồ câu to nhá mọi người nhá. Ở ở mình không có đâu. Làm gì có nhà ai có. Toàn ở nhà mình có nhiều con bồ câu nhưng mà nhỏ bằng nửa con này thôi. Đây là một câu Pháp á. Chắc là chim này người ta đi để hoang. Không, chim di cư thì trên núi xuống á. Hả? Ừ. Ai, thế thì người ta nó nuôi. À gì nhỉ? Nó di cư từ bên núi Pháp chăng à? Không, núi Pháp vì chứ. Thế nên mà bộ câu Pháp. Tao thấy người ta gọi thế. À, bộ câu ấy. Thật sự cái con bộ câu này nó ngon hơn mọi người ạ. Bồ câu ta ở nhà mình nhiều mà. Nhưng mà không thể ngon bằng. Ngon thì sao bằng được. Tuyệt vời luôn á. Nướng lá đỉnh.
Quá đỉnh cao luôn. Uống kèm cục cà nữa. Hết rồi. Tao xin cái phao cấu. Đây, bỏ ra tao cho cắn. Thế trả phao cấu đây. Còn lợn này. Vị ngon trên từng ngón tay. Đấy nhá, hôm nay nấu ra món ngon đấy nhá. Lại đừng bảo là không được ăn món ngon. Suốt ngày ăn ẩm thực cho chó. Lâu lâu có món ngon ngon. Không nhận là hôm nay ngon. Hôm nay đạt 9,5 điểm. 10 điểm. 11 điểm. Đúng rồi. 11 điểm, thăng điểm 100 à? Thăng điểm 100. Quá ngon rồi. Một con bồ câu này to nó phải cỡ đến hơn 5 lạng ấy nhỉ? Hơn đấy. Nó tầm 6 lạng. Đây là non đấy chứ to nó phải đến 1 cân. Anh bảo đây là bồ câu Pháp em Mỹ. Pháp. Mỹ do hơn. Nhưng sao anh biết nó là bồ câu Pháp? Người ta gọi thế. Nó to hơn một con đường. Ui. Đấy. Mỹ nó còn to hơn nữa. Ừ. Nó anh phải mua một tan về nuôi. Xong đánh nhau với gà chó em à? Tao biết có một chỗ có bồ câu Mỹ á. Đó. Mày có dám bắt không thôi. Thôi. Một là trên núi, hai là lại anh trộm không? Không, không bao giờ. Trộm gì? Không bao giờ đâu. Không bao giờ, chứ mùa hè đắp chăn. Bật điều hòa đắp hết. Mùa hè bật điều hòa đắp chăn hết. Đấy, ngày xưa không đắp. Rô không? Rô. Rô, thắng lợi hai con chim. Rô. Rô tiếp. 100%. Nhất phô công nhì đầu cánh. Ba là chân. Đây, nhất thủ nhì vĩ. Ui ôi, phòi óc nào rô. Đâu? Đấy. Đâu? Khổ em ơi, muốn phải chân. À. Chim ngon nhất cái đầu mọi người.